mọi người, lại là Hạnh đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người móc một chiếc túi bằng len nhung đũa rất là đáng yêu như thế này. Với chiếc túi này thì mọi người có thể tăng giảm size tùy thích nha. Và với cái size hôm nay mình làm là size vừa. Túi như này mọi người có thể xách ra ngoài và chụp hình rất là trendy luôn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái túi màu tím phối với màu xanh nha. Thì mình sẽ đo một chút về cái thông tin túi cho mọi người xem nhé. Cái chiều ngang của túi rơi vào 18 cm, chiều cao tính cả quai là 28, thế còn phần thân thôi là 16 nha mọi người. Đó, để cho những bạn nào hỏi về thông tin chiều cao của túi. Bên trong lòng túi cũng vẫn rất là để được, không phải rất rất nhiều đồ nhưng mà vẫn để được đồ nha mọi người. Mặt sau mọi người có thể dính tang cả trước cả sau hoặc là chỉ cần một mặt. Đây là mặt sau này, nhìn nó sẽ cũng không được đẹp bằng, nhưng mà mặt trước thì sẽ đẹp hơn như thế này. Cả hai mặt đều đẹp. Tiếp theo là về nguyên liệu thì mình sẽ cần hai cuộn len nhung đũa. Hôm nay mình sử dụng màu số 13 là màu tím. Cái màu xanh này là hình như là màu năm mấy ấy, mình không nhớ lắm. Vẫn là Mugoton 125g. Và phần thân này mình sẽ chập 2. Kim móc sẽ là kim 6.0mm. Đó, ngoài ra thì mọi người không cần gì khác ngoài cái tang này nữa. Tang này thì bên shop mình cũng có bán nha mọi người. Mọi người có thể phối màu khác hoặc tang khác cũng rất là đáng yêu. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau bắt đầu vào phần móc nhé. Mọi người sẽ lưu ý là mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn, mà kể cả bạn mới học móc. Chính vì vậy mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn rất chậm, vì cái loại len này hôm nay thì mình thấy là cái này móc cũng nhanh ấy, cho nên là mình hướng dẫn chậm hơn một chút cho mọi người. Bình thường cái nào mà cầu kỳ quá thì mình sẽ hướng dẫn nhanh hơn một chút để tiết kiệm thời gian hơn, không video dài quá. Trước hết là các bạn sẽ cùng mình tạo một vòng tròn, một nút thắt. Thì thông thường mình sẽ có cách tạo nút thắt như thế này. Đây. Đấy là vòng tròn ma thuật. Nút thắt thì dây ngắn đưa vào trong như này, dây dài đưa như này. Đây là cách tạo của mình, còn tùy các bạn thích làm kiểu gì mà nó ra được cái nút thắt như thế này là ok. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ dùng cái kim móc của mình. Và kim móc hôm nay mình sử dụng là 6.0mm. Mọi người có thể sử dụng kim 7, kim 8, kim 9, tùy ý thích mọi người. Nhưng mà mình khuyên là với móc túi thì mọi người nên dùng cái kim 6 cho tới 8 là cùng nha mọi người. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu móc nhé. Rồi bây giờ khi mà mọi người đã có một nút thắt như thế này thì bây giờ các bạn sẽ cùng mình gầy cho mọi người sẽ gầy cho mình 16 mũi bính nha. Cách gầy mũi bính thì mọi người sẽ lấy kim như này kéo qua, thì mỗi một mũi bính sẽ chính là một cái lỗ ở dưới mọi người đã tạo, chứ không phải cái lỗ ở trên kim nha mọi người. Đó, thì bây giờ mình sẽ đánh dấu chân mũi bính đầu tiên. Đây là chân mũi bính thứ nhất. Đó, thì sau khi mình đã có chân mũi bình thứ nhất, mọi người sẽ tiếp tục gầy chân mũi bình số 2, kéo lên. Đây là một vòng tròn nữa, là 2. Tiếp tục 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 và 16. Thì chân mũi bính số 16 là mọi người đã vừa tạo, thì các bạn sẽ đánh dấu chân mũi bính số 16 vào nhé. Đây là chân mũi bính số 16. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào vòng đầu tiên là vòng để móc đáy túi nha. Thì bây giờ mình sẽ có chân mũi bính đầu tiên là ở đây, chân mũi bính số 2 là ở đây. Sau đó ngược lại. Thì bây giờ mọi người sẽ bỏ qua chân mũi bính thứ nhất, đâm vào chân mũi bính số 2 là ở dưới nhá, là sau chân mũi màu cam đó. Mọi người lấy len này, đâm vào chân mũi bính số 2, kéo lên. Bây giờ trên kim của mọi người có 3 vòng tròn, thì các bạn sẽ đưa kim qua 2 vòng tròn trước, dừng lại. Đến đây thêm một lần nữa, thì đây gọi là mũi kép đơn. Và các bạn đã có mũi kép đơn đầu tiên, thì
thì chân mũi của mũi kép đơn đầu tiên chính là chân mà mọi người vừa tạo ra. Ở ngay trên cái chân mũi màu cam các bạn sẽ thấy nó có một cái vòng tròn. Một chân mũi thì nó sẽ bao gồm hai phía, phía trong và phía ngoài như thế này. Thì mọi người đánh dấu cả hai chân mũi vào như này nhá, hai phía vào như này. Đấy, như này. Đó, các bạn thấy rõ không? Ok. Sau khi xong chân mũi thứ nhất thì mình sẽ sang chân mũi số 2 là ở đây. Mình gọi đây là số 1, số 2 là bên cạnh nha. Bên cạnh thì mọi người cũng móc tương tự như vậy mũi kép đơn. Hai, tiếp tục. Chân mũi số 3. Đó. Và bây giờ mọi người tiếp tục móc như vậy cho tới chân mũi màu đỏ mọi người đánh dấu cuối cùng. Là ok. Nào bây giờ mọi người cùng mình móc này. Cứ móc mũi kép đơn. Mọi người nhớ tên gọi của mũi này nha. Mỗi lần thì đưa qua hai, xong lại tiếp tục. Trước khi móc mọi người vòng một vòng đã. Xong rồi đâm. Nó kéo. Một cái mũi kép đơn như này thì sẽ phải đưa len luồn qua 3 lượt. Lấy len một lượt này. Đâm vào. Kéo qua một lượt nữa này. Kéo thêm qua một lượt nữa này. Đó. Các bạn cứ kéo như vậy cho tới chân mũi màu đỏ nhá. Thì mình sẽ gặp lại mọi người ở chân mũi màu đỏ. Nha. Ok, sau khi mình đã móc xong thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một chút nhé. Chân mũi đầu tiên của mình ở đây là có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 thì đã đúng nha mọi người. Thì 14 chân mũi. Tiếp theo đến chân mũi màu đỏ, các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi kép đơn vào cái chân mũi màu đỏ này. Chân mũi cuối cùng này. Mọi người sẽ móc 4 mũi như vậy một lần này. Vẫn cái chân đấy. Hai lần này. Ba lần này. Bốn lần này. Đó, thì mọi người đã được 4 chân mũi. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn mọi người móc phần đối diện. Thì như mình đã nói, mỗi một cái chân mũi kép đơn, mỗi một chân bính như thế này này, thì sẽ gồm một bên tay trái và một bên tay phải. Thì bên này mình đã móc bên tay phải rồi. Thì bây giờ bên đối diện, mọi người cũng sẽ có một cái chân mũi. Thì để xác định, các bạn sẽ nhìn vào những cái đường chân kép này này. Đây là một đường này, đấy. Nhìn dễ nhất. Thì bây giờ mọi người sẽ gióng nhá. 1, 2, 3, 4. Như vậy là bốn chân này mình đang móc chung vào một cái chân ở đây. Thì bây giờ vị trí tiếp theo mình cần móc đó chính là từ cái chân số 5 này đối diện sang. Thì chính là chỗ này. Cái dây ngắn này các bạn để ngang ra để mình giấu luôn nhé. Và mọi người sẽ quan sát thấy là hai cái chân này nó sẽ đối diện nhau này. Thấy không? Đây, đối diện sang đây. Tiếp theo chân bên này thì sẽ là cái vị trí này. Đó, các bạn thấy không? Đây. Đây thì nhìn sang đây. Đấy, các bạn đi từ cái đường này, các bạn gióng sang thì các bạn sẽ tìm được cái chân của nó là vị trí nào. Đây thì gióng sang đây. Đấy, cứ mỗi một bên thì sẽ đối diện một bên. Nó thành một cặp một cặp. Và các bạn cứ móc như vậy cho tới chân mũi cuối cùng thôi. Mọi người móc cho mình là tổng cộng là bao nhiêu nhỉ? Là 14. Đây nhá, tại sao lại là 14? Cái phía đầu này là móc một mũi là mình không có tính rồi. Còn đoạn ở giữa thì mọi người sẽ có tổng cộng là 13. 13, 14 gì đấy. Đúng rồi, 14. Các bạn móc đối diện sang.
Sau khi được 14 chân mũi thì kết thúc, thì mình hướng dẫn các bạn tiếp tục ở phần đoạn kết nha mọi người. Đây thì mình sẽ cùng mọi người hướng dẫn, mọi người một chút nha. Đây là cái vị trí mà đầu tiên mọi người móc 4 chân kép đơn này, 1, 2, 3, 4 này. Thì đây là chân tiếp theo này, đối diện này, 1 cặp, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Thì bây giờ tiếp theo mũi cuối cùng mọi người sẽ móc vào chân mũi số 1, là chân mũi màu cam các bạn đã đánh dấu. Nó chính là mũi bính số 1 của mọi người nha. Thì bây giờ các bạn sẽ đâm vào chân mũi bính số 1 màu cam này. Móc cho mình 10, nhầm lại 10. Móc 4 mũi kép đơn như ở cái phần đầu luôn. 1, 2, 3 và 4. Đến đoạn 4 rồi thì mình bỏ ra nhá. Chân 4 vẫn là cái chân đó. Đó. Thì bây giờ chân mũi cuối cùng sẽ chính là chân mũi kết thúc đó. Mọi người đánh dấu vào. Rồi. Bây giờ chân mũi đầu tiên chính là chân mũi màu vàng mình đã đánh dấu. Thì tại vị trí này các bạn sẽ trượt mũi, kéo lên, kéo chặt. Rồi. Móc lên cho mình 1 mũi bính, 2 mũi bính. Và như vậy mọi người đã có một phần đáy túi như thế này. Thì đây là phần đáy túi nha các bạn. Ok. Bây giờ mình tiếp tục sẽ sang phần thân túi. Tổng số chân mũi bây giờ của các bạn sẽ có là 36 chân mũi. Mình sẽ bắt đầu móc phần thân như sau. Chân mũi đầu tiên chính là chân mũi mà các bạn đã thực hiện. Đợi mình một chút, nó đang bị xoắn tiếp thằng lò này. Đây, đúng không? Chân mũi đầu tiên chính là chân mũi mà các bạn đã vừa trượt. Đâm vào chính chân mũi đấy. Và các bạn móc cho mình 1 mũi kép đơn. Đây là số 1. Đánh dấu. Mọi người nhớ là với những bạn đầu tiên thì mọi người lên đánh dấu chân mũi thứ nhất và chân mũi cuối cùng. Đầu tiên và cuối cùng. Chân mũi bên cạnh. Mỗi một chân mũi chính là một cái chữ V ở đây này các bạn này. Đó. 3 này. 4 này, 5 này, đấy, các bạn nhìn thấy rất là rõ đúng không? Đấy là 1 nhá, tiếp theo này 2 này. 2 xong thì lại đến 3. Tiếp tục 4. Đó, cứ tiếp tục như vậy thôi. Mọi người móc tổng số chân mũi ở hàng này sẽ là 36 mũi kép đơn. Mình sẽ thực hiện móc như vậy. Cứ mỗi một chân mũi các bạn móc một cái mũi kép đơn như vừa rồi mình đã hướng dẫn. Cái túi này móc rất rất đơn giản luôn. Cái này chắc là mọi người ngoáy 15 phút là xong, đối với những bạn đã quen. Còn bạn nào mới học á, thì cũng rất là nhanh. Nếu mọi người tập trung thì một buổi chiều là xong. Mà lại còn xinh nữa. Cứ mỗi một chân mũi các bạn thì đưa cho mình một mũi kép đơn vào. Đó, kể cả ở cái phần đầu này cũng thế. Và mọi người cứ nhớ là đếm từ chân mũi đầu tiên mọi người móc, đây là 1, cho tới chân mũi cuối cùng mọi người móc màu cam này sẽ tổng số là 36 chân mũi. Thì mọi người làm đã đúng rồi. Đó, vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ móc nhá. Rồi mình sẽ gặp lại mọi người ở phần cuối hàng. Sau đó hướng dẫn mọi người một lần nữa. Rồi để mọi người tự làm nha. Tại vì cái này thật ra là nếu mà hướng dẫn thêm thì cũng chỉ lặp lại thôi. Rồi đây là chân mũi cuối cùng, chân mũi số 36 này. Mình sẽ móc vào chân mũi màu cam, là chân mũi cuối cùng. Sau đó các bạn sẽ đánh dấu chân mũi cuối cùng vào và trượt vào chân mũi màu đỏ. Đây là chân mũi màu đỏ. Kéo len qua. Kéo thật chặt. Móc lên 2 bính. Và mình sẽ bắt đầu vào hàng số 3. Mỗi một hàng thì sẽ là một cái đường như này. Một hàng, hai hàng này. Hàng số 3 tiếp tục lặp lại hàng 1.
thì mình sẽ thực hiện móc một mũi kép đơn vào chân mũi đầu tiên, rồi lại đánh dấu. Tiếp tục chân mũi bên cạnh lại tiếp tục kép đơn. Các bạn cứ móc cho tới khi mà mình đạt được cái độ cao mong muốn thì mọi người sẽ dừng cái túi này lại thôi. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện móc nốt cho tới khi mà đạt được cái độ cao như mình thích thì mình sẽ dừng lại nhá. Và mình sẽ hướng dẫn mọi người phần quay túi nữa là xong rồi. Mỗi một hàng như thế này thì sẽ bao gồm 36 kép đơn nha. Ok, bây giờ mọi người sẽ làm nốt và mình sẽ gặp lại mọi người sau nha. Rồi đây là phần thân sau khi mình đã đan xong, móc xong có 2 hàng, 4 hàng, 6 hàng và 7 hàng. Thì mỗi một hàng sẽ gồm 36 mũi kép đơn. Thì sau khi mình đến mũi cuối cùng thì mình sẽ thực hiện là cắt len đi nha mọi người. Mình cắt len đi nhá. Đây mình trượt mũi đã. Đó, trượt mũi cắt len đi. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện khâu vào. Mình sẽ khâu dấu đi. Dù sao len này nó là cái len nhung ấy, cho nên là ở mọi người khâu không cần quá khéo, nó cũng đã hòa lẫn rồi. Đó. Đây là phần thân túi các bạn đã hoàn thành xong. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người làm phần quai nha. Bọn mình cũng đã sắp hết thì bây giờ mình làm phần quai vẫn phải thêm một chút nữa. Mọi người sẽ đánh dấu chân mũi như sau. Các bạn bóp vào như thế này này. Tổng số chân mũi là 36. Tức là 10 chia 2 mình sẽ có 18 mũi mỗi bên. Thì các bạn sẽ thấy là chỗ này sẽ là 18, bên này là 18 này. Nếu các bạn cẩn thận hơn thì các bạn sẽ đếm. Còn như mình thì mình sẽ lấy tương đối thôi. 1 này, 2 này, 3 này. Mỗi bên mọi người lấy 6 mũi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thì chân mũi số 3 nó sẽ chính vào cái chân mũi mọi người đã trượt. Đây, mình đánh dấu vào. Đó. Bên này mọi người cũng đánh dấu 3 chân. Một, hai, ba. Các bạn cẩn thận thì các bạn có thể là mọi người sẽ đếm nha. 1 này, 2, 3 này. Đây là cũng 1 này, 2, 3 này. Thì chân số 3 sẽ nằm ở đây. Đó. Tương đối thôi. Ok. Mình sẽ dùng một ghi đánh dấu nữa đánh dấu. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ bên này qua bên này. Bên này qua bên này cũng được. Thì bây giờ mình làm từ trái qua phải cho nó thuận nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ vị trí các bạn đã đánh dấu. Mọi người dùng kim để lấy len vào. Kéo. Móc lên cho mình hai bính. Sau đó mọi người lấy len đâm vào mũi chân bính đó, móc một mũi kép đơn. Thì đây sẽ là chân mũi đầu tiên. Chân số 2 cũng vậy. Cứ mỗi một chân mũi mọi người móc cho mình một mũi kép đơn. Ba này. Bốn này. Năm này. Và sáu này. Là cái chân mà mình đã trượt ạ. Ok, dừng. Thì bây giờ đây sẽ là chân mũi đầu tiên, còn đây là chân mũi cuối cùng nha mọi người. Mình sẽ vào hàng 2 của phần quai túi. Hàng 2 thì mọi người sẽ móc lên hai bính. Xoay lại. Sau đó chân đầu tiên vẫn móc một kép đơn. Rồi lại đánh dấu. Đối với những bạn nào mà chưa rõ thì mọi người đánh dấu vào cái chân đầu tiên nhé. Sau đó mọi người cứ móc tiếp. Mỗi một cái hàng như này thì mọi người sẽ móc 6 kép đơn.
mỗi một chân mũi móc một kép đơn. Đây là 3 4 5 và 6 là chân mũi màu đỏ. Đó. Thì mọi người cứ tiếp tục lặp đi lặp lại vậy thôi, lại 1, 2 rồi lại xoay lại. Thì chân mũi đầu tiên vẫn là chân mũi. Mọi người đã móc dây bính á. Mỗi một hàng thì sẽ gồm 6 mũi như vậy, thì mọi người cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và cho tới khi mọi người đã đạt được cái độ cao mà các bạn thích. Ví dụ các bạn muốn dài thì các bạn móc dài, còn bạn muốn ngắn như thế này thôi thì các bạn móc ngắn. Đó, thì đấy là cái cách làm. Thì mọi người sẽ tạo ra cái độ dài của quai túi sau khi mà mọi người đã làm xong nha. Thì sau khi làm xong thì mình sẽ hướng dẫn mọi người nốt một cái bước cuối cùng là cái bước viền, để cho nó đẹp, cho nó đỡ bị kiểu rích rắc như thế này này. Đó nha. Thế bây giờ mọi người làm ra một cái độ dài rất là dài, sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người nối sang bên này. Sau khi mà các bạn đã tạo được cái phần quai như thế này, mình ướm vào dần. Ví dụ các bạn muốn dài hơn thì các bạn làm dài hơn, thế còn muốn vừa thì như thế này. Thì cái số hàng của mình hiện tại nó đang là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hàng. Thì mọi người tham khảo cái số hàng của mình nha. Sau đó các bạn sẽ để ra một đoạn len vừa thôi. Mọi người cắt đi. Rút. Rồi mình sẽ thực hiện khâu nha. Bây giờ mình sẽ khâu hai phần này nó với nhau. Đó. Để nối vào cái phần bên này. Thì mình sẽ khâu như sau. Các bạn sẽ luồn kim. Khâu cũng rất là đơn giản thôi. Mọi người sẽ thấy là một cái chân mũi của mọi người sẽ gồm hai phía, phía trong và phía ngoài. Thì mọi người sẽ lấy cái phía ngoài nha. Đây là chân mũi đầu tiên. Thì mình sẽ khâu phía ngoài. Phía ngoài nha. Phía ngoài của chân mũi này với phía ngoài của chân mũi này. Đó, bên này cũng thế. Phía ngoài của chân mũi này với phía ngoài của chân mũi này. Tổng cộng là sẽ có 6 hàng. Cái này thì nó có một cái đặc điểm rất là thích, đó là mình khâu á, mọi người chỉ cần dùng chính cái màu của các bạn thôi, dùng chính cái màu của cái túi ấy, là nó sẽ không bị lộ, nó không giống như các loại len khác. Tại vì cái len này nó kiểu nó hơi có cái độ che phủ rồi ấy. Đó, thì đấy là sắp xong cái túi nha. Bây giờ mọi người cố định lại một chút cái phần đầu và phần cuối. Mọi người khâu đi khâu lại thôi, để cố định thôi. Mọi người khâu cố định cái phần vế bên này. Sau đó mọi người cắt len đi. Thì các bạn đã được phần thân túi rất là quan trọng như thế này. Tiếp theo một phần quan trọng không kém để trang trí túi, đó là mình sẽ tạo phần viền nha mọi người. Mình sẽ đi mũi đơn. Khâu nốt. Sau đó cắt đi. Đó. Bây giờ nhìn nó sẽ hơi xấu đúng không? Thì bây giờ mình phải đính nó vào với nhau. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cái len để mình thực hiện đính nhá. Như vậy là phần xong phần túi rồi đó. Rồi bây giờ mọi người còn nhớ cái màu len xanh màu 72 lần trước mình làm cái mũ không? Nó còn thừa từng này. Mình sẽ chập đôi nhá. Chết thật, sao cái len này nó một búi như này. Gian ở đấy mọi người ạ. Có những lúc thì mọi người phải ăn mì tôm thôi. Nhiều bạn hỏi mình là mình sẽ chập đôi bằng cách nào nếu như mình chỉ có một cuộn. Thì như lúc nãy mình làm á, là các bạn rút ở lõi ra. Sau đó các bạn sẽ tìm thấy được cái cộng ở trong lõi. Tuy nhiên nó cũng sẽ hên xui á. Mình thấy cái màu này nó khá là hợp đối với khi mà mình móc màu tím, cho nên là mình sẽ sử dụng màu này. Nhưng mà khi mà mình chập hai như thế này, mình thấy nó vẫn hơi
hơi không được, ok lắm ấy, thì mình sẽ chập 3, chập 4 thử xem như nào. Sau mình đã thử thì mình thấy là hai sợi vẫn hơi nhỏ. Chính vì vậy mình nghĩ là mình sẽ chập 3 đi. Thì bây giờ mình hướng dẫn mọi người chập 3. Nếu như các bạn chỉ có đúng một cuộn len nhá. Nào bây giờ mình sẽ làm như sau này. Các bạn đặt len thành 3 hàng. Như này. Thành 3 hàng như này. Như này. Được chưa? Sau đó mình sẽ móc như bình thường. Chập 3 chắc là ok rồi đấy. Xem nó có bị chìm không. Được đấy mọi người ạ. Còn nếu như mà mình thấy không được nữa thì mình sẽ chập 4 để mình thử một vài mũi nhé. Ok, chập 3, được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người để mọi người làm theo mình nhé. Thì bây giờ mình sẽ chập 3 như sau. Các bạn sẽ thấy là mình sẽ có 3 củ như thế này, chồng lên nhau như thế này nha. Sau đó cái điểm bắt đầu sẽ tùy thuộc vào các bạn. Mọi người có thể chọn điểm bắt đầu ở góc cho nó đẹp nhất, gọi là để che đi mọi người cho nó dễ nhất ấy. Thì mình sẽ chọn một cái vị trí bất kỳ. Mọi người nhớ là đừng có cặp nó vào nhau nha, mình chỉ lấy một bên thôi. Nào bây giờ nha, chọn một cái chân mũi bính này, kéo vô, móc lên một bính. Sau đó chân mũi đầu tiên này các bạn móc một mũi đơn. Đó, thì tiếp theo mũi đơn số 2. Khi mà mọi người đến đây, mọi người sẽ thấy là đến đây thì hết len đúng không? Thì mọi người sẽ lại kéo tiếp ra như này. Đây mình chỉ lại này. Nãy camera nó chê. Đây. Đây nhá, đến đây nhá. Thì sau khi đến đây là nó hết len đúng không? Thì bây giờ các bạn luồn cái len, cái cộng này qua cái lỗ này. Cái cộng này qua cái lỗ này. Sau đó các bạn rút. Mọi người nhìn mình rút nhá. Thì các bạn thấy là nó vẫn cứ là 3 nhá. Đến đây vẫn là 3 nhá. Tiếp tục lại 3. Sau khi hết thì mọi người lại tiếp tục. Mọi người lại luồn cái sợi này qua cái này. Sau đó mọi người lại rút tiếp như này. Thì nó lại thành 3 tiếp. Mọi người hình dung không? Chắc là hiểu đúng không? Đấy, thế đến đây là mình đã có một đoạn rất là nhiều len chập 3 rồi. Nào tiếp nhá. Quan trọng nhất là cái phần này. Kéo. Mọi người móc mỗi một cái chân này là một mũi đơn nha. Cái này nó cũng sẽ không lộ đâu mọi người ạ. Đấy, mình vừa bóc qua cái chỗ này này. Đây, chính là cái đoạn mà nó hơi thắt thắt đây này. Nhưng mà nó không bị lộ đâu. Nó tại vì nó không tạo ra một cái cục rất là to ấy. Cho nên mọi người không sợ là bị ảnh hưởng đâu đến sản phẩm của các bạn. Các bạn thấy chưa? Len đẹp rồi đấy. Đấy, bây giờ mình lại luồn tiếp qua cái lỗ này. Mình sắp hết len thì mình cứ luồn. Sau đó mình kéo lên. Xong các bạn lại kéo ra đằng sau. Đây, thì nó sẽ được một cái cộng dây như thế này. Đấy, đến đây hết thì mọi người lại luồn tiếp. Thế thôi. Nào, bây giờ tiếp tục này. Đan, nhầm lại đan. Mình đang hướng dẫn mọi người đan một cái áo Giáng sinh. Không biết là video nào sẽ lên trước. Chắc là video này sẽ lên trước. Cho nên nhiều khi mình cứ loạn ngôn ý các bạn. Đó. Đến đây là ok rồi đúng không? Thì tiếp theo đến phần quai nhá. Phần quai mình là phần khó nhất. Mọi người chú ý. Mọi người khi mà mọi người đan, mọi người sẽ phải chú ý hai hàng phía trước và phía sau. Nó sẽ tương ứng như thế này. Các bạn lưu ý là ở phía này thì mình sẽ không đan chập. Mọi người mà chập khụp vào như này thì các bạn sẽ không có đút đồ được. Mọi người sẽ để như này thôi. Thế còn đến phần quai thì mình sẽ chập cả phía trước cả phía sau. Thì cái vị trí mình sẽ nói sơ qua một chút như sau. Đây là chân mũi kép đầu tiên này. Và đằng sau nó cũng sẽ có một cái chân mũi kép đối diện như vậy. Thì mọi người sẽ chập cả hai sợi vào như thế này. Đó, chập cả hai sợi vào như này để các bạn đan. Đây. Đâm bên này,
sau đó mọi người xoay sang đây, các bạn đâm sang đây luôn. Sau đó các bạn kéo qua móc mũi đơn. Đây là cái mũi đơn đầu tiên của phần quai. Tiếp theo, giữa các hàng mũi đơn nó sẽ có một cái hàng ở giữa như thế này này các bạn. Giữa các cái chân mũi đơn như thế này này, các bạn để ý không? 1, 2 thì sẽ có một cái lỗ ở giữa như thế này. 1, 2 sẽ có một cái lỗ ở giữa. Thì mình sẽ đâm vào cái lỗ ở giữa đó. Đây. Tại đây. Thì đằng sau các bạn cũng phải lưu ý là nó đối xứng nhá. Đấy. Kéo qua. Tiếp theo, đến lượt cái chỗ này thì mọi người cũng đâm vào cái lỗ này. Mình đang bị nhầm đây này. Phía trước thì đúng, phía sau thì sai. Phía sau này. Phía sau thì nó phải là vị trí này. Cái này nó khó ở cái chỗ là các bạn phải rất là khéo léo. Tiếp theo là cái chân kép này. Thì xoay ra. Nó sẽ là cái chân kép này. Đây. Tiếp tục bên này. Mình xoay cho các bạn nhìn rõ hơn. Bên này thì là đây. Giữa hai cái chân kép như này sẽ có một cái chân ở giữa như này. Đây. Đằng sau. Vị trí này. Quan trọng nhất là mọi người phải tìm được cái điểm để các bạn nút vào. Bên này thì là giữa cái chân này. Quay lại. Giữa cái chân này. Sau đó kéo qua. Đó. Tiếp tục chân này. Đằng sau. Đây. Đó, tiếp tục nhá. Đó, khi mà gần hết len thì mọi người lại luồn qua cái lỗ này để các bạn kéo. Đó thì nó sẽ được một cái sợi như này. Các bạn cứ tiếp tục quá trình như vậy. Cứ một chỗ là ở giữa cái chân kép. Đây, đây giữa chân kép. Bên này đối diện cũng vậy, giữa chân kép. Thì mình móc một mũi đơn. Thế còn chân còn lại thì sẽ là cái điểm, cái vị trí chân mà mọi người đã móc. Đây, ở dưới. Chân này và chân này thì nó sẽ ở giữa, nó có một cái chân. Nút sang đây. Chết thật, mình bị mắc cái gì rồi này. Kéo và móc. Các bạn thấy không? Sẽ như này. Đây là mặt phải. Các bạn móc viền xung quanh hết cho tới đây. Đó, mọi người nhớ cái vị trí chưa? Mà tóm lại là các bạn cứ thấy là nó móc để cho nó cái độ thưa ok là được. Nhưng mọi người nhớ là mình phải quan trọng nhất ấy. Cái vị trí nó không quan trọng bằng cái việc là mọi người phải nhớ là phải đối xứng nhau cho nó cân bằng. Không thì đến lúc cái quai túi mọi người sẽ bị lệch kiểu như thế này chẳng hạn như vậy.
Đó, tại vì số chân mũi của hai phía trước và phía sau nó bằng nhau thì mọi người phải tìm được điểm đúng chân đầu tiên và chân đằng sau. Không thì mọi người sẽ bị móc lệch. Đó, thì nó là cái điều quan trọng nhất. Thế còn cái vị trí thì nó không quan trọng bằng nha, cho nên mình không có tổng cộng cái số chân mũi vào. Mọi người cứ nhớ là để cho nó không bị quá thưa hoặc quá dày là được. Thì đấy là theo mình là cảm giác là như thế. Thì các bạn móc hết xung quanh cho đến vị trí bên này. Thì mình sẽ lại hướng dẫn mọi người một chút nữa nhá. Nào, đây bây giờ mọi người móc hết sang bên này nhá. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một xíu nha. Đây là phần túi sau khi mình đã móc quai xong này. Đó, thì bây giờ mọi người móc xong đến đoạn cuối này. Thì các bạn sẽ trượt vào cái chân mũi các bạn đã móc ban đầu nhá. Chân mũi đầu tiên. Kéo. Và kéo qua. Rồi các bạn cắt đi. Mình cắt đến đúng cái đoạn mà mình đã để ba sợi. Thì đây là cái phần túi của mình. Sau đó mọi người luồn len để mọi người giấu. Cái lúc nãy khi mà mình quay cái phần quai ấy, tại vì nó sẽ hơi khó nhìn ấy, cho nên các bạn chú ý nghe nha. Có vấn đề gì không hiểu thì có thể nhắn tin Facebook riêng cho mình nhé. Có rất nhiều bạn cứ comment là chị ơi em chả hiểu gì cả. Nhưng mà thực tế là nếu mà các bạn nói như vậy thì mình cũng không biết là nên giúp các bạn như thế nào. Tốt nhất là các bạn nên nhắn tin riêng trong Facebook cho mình. Mình đã để Facebook cá nhân ở đầu phần trang của mình rồi đấy. Và cũng như ở phần mô tả mình đã để rồi. Cho nên là mọi người lưu ý nha. Chứ mọi người nói vậy thì mình không giải quyết được vấn đề gì cả. Các bạn khâu này, giấu đi. Đó, thì đấy là cái phần túi của các bạn. Tuy nhiên có một vấn đề đó là cái phần mặt này đúng không? Vẫn còn thiếu đúng không? Chính vì vậy mà để cho nó đẹp hơn thì mọi người sẽ lại chập ba. Sau đó các bạn sẽ móc hai bên như thế này. Đó, thì là sẽ được xong cái phần túi rồi. Mặt sau thì mình cũng không nhìn, chủ yếu là mình nhìn mặt phải như thế này. Đó, thì quan trọng nhất là bây giờ mình sẽ phải có hai cái viền nó đều phải giống nhau. Chính vì vậy mình sẽ phải viền tiếp cái phần bên này, các cái mũi đơn tiếp. Thì cái chỗ này thì vị trí mũi đơn mọi người có thể nhìn thấy rõ rồi. Mỗi một cái ô này thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Mọi người móc như lúc nãy mình móc, đầu tiên đâm vào đây một mũi bính, rồi một mũi đơn. Móc hết mũi đơn đến đây thì mọi người cắt len đi và xong phần túi. Chỉ có điều là mình sẽ không móc lên phần viền thôi. Lúc đấy mình hướng dẫn mọi người là cả phần ở dưới và cả phần trên mà. Thì sau khi đến hết phần ở dưới thì mọi người dừng lại. Như vậy là các bạn đã được một phần túi rất là xinh như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện móc toàn bộ mũi đơn hết ở bên này. Sau đó trang trí và gặp lại mọi người nha. Và mình đã gắn tang vào phần mặt phải. Và như vậy là đã kết thúc phần túi ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những chiếc túi thật là xinh xắn. Và mình hướng dẫn cho tất cả các bạn mà mới học móc. Chính vì vậy mà nếu như mà mọi người có thắc mắc gì, hãy để lại bình luận bên dưới nha. Hãy like và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.